Xuân Hy xin kính chào quý khán giả của kênh Home Review. Thì Xuân Hy đang đứng trước khu nhà phố biệt thự Cầm Bao ở Bình Dương. Đây là một trong những khu nhà phố biệt thự Cầm Bao rất là liền kề với lại làng đại học, với rất là nhiều chuyên gia giáo dục cũng như là các bạn sinh viên. Thì ở Bình Dương hiện nay phát triển rất là nhiều chung cư luôn quý vị. Thời gian vừa qua thì Xuân Hy có đi tham khảo một vài chung cư với mức giá từ 30 cho đến 40 triệu, thậm chí là hơn 40 triệu. Thì đối với một khu nhà phố Cầm Bao đã có cư dân về ở hơn 50%, có sổ hồng luôn, quý vị mua là có thể công chứng ngay. Thì mức giá nó sẽ như thế nào và bên trong nó sẽ có những thiết kế ra làm sao, thì bây giờ Xuân Hy xin mời quý vị và các bạn tham quan cùng với Xuân Hy tham quan nhà phố biệt thự Cầm Bao Chambaka Garden của chủ đầu tư Đức Huy. Bây giờ thì Xuân Hy mời quý vị và các bạn đi tham quan nhé. Quý vị ơi, thì đầu tiên là chúng ta sẽ nói đến cái sự an ninh trong một cái môi trường cũng như là môi trường sống của mình để đảm bảo. Thì đầu tiên thì khi vào nhà phố Chambaka Garden, chúng ta sẽ có một lớp bảo vệ. Ở đây thì có luôn luôn có những anh bảo vệ để trực cũng như là bảo vệ sự an ninh của quý vị ha. Anh ơi, cho em xin phép đi vào. Cảm ơn anh rất là nhiều. Mời quý vị đi vào trong để tham quan ha. Đầu tiên thì Xuân Hy giới thiệu đến quý vị là dãy shop house của khu nhà phố Chambaka Garden ha. Khu này thì được thiết kế khác biệt so với những khu bên trong, bởi vì chúng ta có xây dựng là một trệt hai lầu. Còn bên trong đối với khu nhà ở thì chúng ta chỉ thiết kế một trệt một lầu thôi quý vị. Ở đây chúng ta có một cái tuyến đường rất là rộng nè. Đấy, thì ở đây thì Xuân Hy thấy là có khoảng hơn 50% cư dân đã về ở và kinh doanh. Chúng ta có quán cà phê nè, chúng ta có lên được những công ty xây dựng và cư dân đã về ở khu này thì cũng đã được 50%, 60% rồi quý vị. Đường chúng ta rất là rộng, xe hơi thì quý vị thấy đó, xe Huy để bên này thì rất là thoải mái ha. Rồi vỉa hè của chúng ta thì để Huy đo thì khoảng mấy mét? 1, 2, 3, 4, gần 5 mét luôn đó quý vị. Tức là ở khu shop house này chúng ta có một cái vỉa hè 5 mét. Thì quý vị sở hữu đây một căn nhà thì chúng ta có thể cà phê kinh doanh, chúng ta có thể để bàn ghế hoặc là có một cái không gian rất là thoải mái ở đây. Đó, thì ở đây thì là khu Cầm Bao luôn. Chúng ta thấy là xung quanh đây thì được bảo vệ an ninh nghiêm ngặt, nên là các cháu nhỏ đi chơi trong không gian này thì cũng sẽ không bị ảnh hưởng ha. Kính thưa quý vị, thì ngay từ ngoài dãy shop house chúng ta đi vào trong thì chúng ta đã bắt đầu phát hiện rất là nhiều cư dân đã dọn về ở đấy. Xung quanh chúng ta thấy có ô tô nè. Rồi bên xung quanh thì chúng ta có hai hàng dừa xanh. Đấy, rất là mát mẻ. Chúng ta có cái cảm giác là đang đi về một cái khu nghỉ dưỡng chứ không phải là đi về một khu nhà phố Cầm Bao ha, đặc biệt ha. Lần đầu tiên thì Huy cũng thấy một khu nhà phố Cầm Bao mà được thiết kế cũng như là được trồng những cây dừa trước nhà cũng rất là hay quý vị. Đấy, quý vị cùng với Xuân Hy đi tham khảo khu dân cư ở đây nè. Đó, có rất là nhiều cư dân đã dọn về ở rồi. Hơn, Huy nghĩ ở đây chắc là khoảng 60-70% cư dân dọn về ở rồi quý vị. Đó. Đối với lại thiết kế bên trong này á, thì chúng ta sẽ có rất là nhiều thiết kế ngang 5 nè, ngang 6, ngang 7 và ngang 8. Nhưng mà chúng ta chỉ xây là một trệt một lầu thôi nha quý vị. Đó, xây một trệt một lầu, bố trí không gian rất là thoáng, đường xá rất là rộng đó. Quý vị thấy là từ đường này chúng ta là lòng là đường là 8 mét, vỉa hè của chúng ta mỗi bên là 3 mét nữa là chúng ta sẽ có 14 mét lòng lề đường. Nên là chúng ta việc di chuyển và đặt ô tô của hai nhà cũng rất là thoải mái. Nguyên dãy này thì chúng ta lấy là cư dân đã về ở hơn 80% rồi. Tôi thấy đã gần kín hết rồi đó quý vị. Ở đây chúng ta chỉ có 173 căn thôi. Đấy, đặc biệt nữa là đã có sổ từng căn luôn rồi nha quý vị. Khi mà chúng ta mua thì chúng ta sẽ công chứng và thanh toán tiền trong vòng 3 tháng để chọn một căn nhà sở hữu ở đây. Wow, cư dân về ở rất là nhiều, trồng cây xanh rất là mát. Không khí ở trong khu vực này, Huy nghĩ là nhờ cái dừa này chúng ta cảm giác, ngoài cái chuyện là chúng ta thấy được cái không gian nó mát rồi, thì chúng ta có một cái cảm giác là giống như chúng ta đang đi bể biển hay như thế nào đó, nó sẽ bonus thêm cái cảm giác mát ha. Đó, Xuân Huy cố gắng đi bộ cũng như là quay lại những thước phim của không gian sống của khu vực này để quý vị cảm nhận. Và biết đâu sau này nhờ video của Huy mà quý vị chọn nơi đây trở thành nơi an cư cũng như là đầu tư của mình thì sao, phải không ạ? Kính thưa quý vị, thì Xuân Huy đang đứng ở tiện ích là công viên đầu tiên của dự án. Chúng ta thấy là xung quanh khu của chúng ta cũng khá là thoải mái rồi, thì chủ đầu tư cũng rất là ưu ái bố trí cho chúng ta một cái công viên ở đây ha.
có đầy đủ những mảng xanh nè, rồi có những không gian để quý vị có thể tập thể dục ở đây buổi sáng. Đấy, có đầy đủ ha. Đó, chúng ta có thể đi lên tham quan công viên của chúng ta. Thật ra là mỗi cái short video quay ở những cái không gian như thế này á, thì Xuân Huy rất là mong quay cho quý vị vào thời điểm buổi trưa để có những ánh nắng cũng như ánh sáng đầy đủ để cho video của mình thật đẹp với những không gian sống của quý vị. Để sau này quý vị có một cái nhìn thật là gọi là thực tế nhất về khu không gian sống của mình nếu quý vị chọn ở nơi đây làm nơi sống ha. À, bên kia kìa. Đó, chúng ta có một cái không gian vui chơi cho trẻ em ở bên kia nữa. À, cũng như là những cái thiết bị tập thể dục vào mỗi buổi sáng ha. Huy nghĩ là khu này chúng ta cũng không cần phải đi đâu đâu. Chúng ta chỉ cần chạy một vòng xung quanh này mỗi sáng 2-3 vòng là ok rồi ha. À, nãy giờ thì Xuân Huy cũng đã cùng với quý vị đi tham quan toàn bộ khu này rồi ha. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào tham quan một căn nhà mẫu ngang 4 dài 22 thì thiết kế một trệt một lầu thì nó sẽ như thế nào nha quý vị. À, Huy mời quý vị vào trong xem nhé. Chiều ngang của chúng ta là 4 và phía trước chúng ta có vỉa hè là 3m. Thì quý vị đi vào trong thì chúng Huy thấy là đầu tiên thì chủ đầu tư thiết kế phòng khách ngang 4 với lại chiều dài của phòng khách này thì Huy nghĩ là sẽ là khoảng 6m ha. Thì chúng ta có một cái phòng khách như thế này, 24m², bố trí không gian tủ ở đây chúng ta có thể lắp đặt tivi bên phía này thì quý vị đó. Rồi đi vào bên trong sâu thêm á, thì chúng ta có cầu thang ở đây. Ở đây thì chủ đầu tư bố trí cầu thang cũng như là có thêm một cái không gian tủ để bỏ quần áo này nọ ha. Rồi chúng ta có toilet. Toilet ở đây thì cũng khá là rộng rãi quý vị. Đấy, toilet cũng khá là rộng rãi ha. Có đầy đủ hết tất cả các thiết bị. Rồi, tiếp theo thì chúng ta có sẽ được là không gian phòng ngủ đầu tiên. Chỗ này á, thì Huy thấy là đầu tiên là cái cảm giác đi vào thì do cái hành lang của chúng ta ngồi kia chừa là 1m rồi. Thì trong này chúng ta sẽ bố trí còn lại là 3 nhân cho khoảng 6m thì chúng ta có phòng ngủ là 18m². Cũng không rộng lắm nhưng mà Huy nghĩ là căn này ở cũng thoải mái cho một thành viên trong gia đình của mình. Thì Huy nghĩ là chúng ta sẽ thiết kế một phòng master riêng ha. Chúng ta sẽ không chọn đây là phòng master. Oh wow. Như vậy là ở dưới này chúng ta sẽ bố trí được cả bếp, cả phòng ngủ và cả phòng khách. Thì cái không gian bếp này, Huy thấy là đặc biệt á, chúng ta là ngang 4, dài 22. Nhưng mà chúng ta hầu như là xây gần hết luôn quý vị. Ở phía sau này chúng ta chỉ chừa có 1m thôi. Thì dẫn đến câu chuyện là chúng ta xây là 4 x 20 luôn. Là chúng ta có được 80 mấy m² ở sàn ở mặt dưới luôn quý vị. Nên là cái không gian bếp ở chúng ta nè, từ bếp ra tới bàn ăn, chúng ta có một cái trọn cái không gian chỗ này gần hơn 30m² á. Ngang 4 mà dày ở đây Huy nghĩ là khoảng 7 đến 8m thì chúng ta có không gian chỗ này khoảng 28m² đến 30m². Thì nó rất là rộng rãi và thoải mái ha. Dư chúng ta không gian bố trí bếp ở đây. Chúng ta thiết kế bếp ở đây và một cái bàn ăn cũng như là cái không gian cũng rất là ok ha. Rồi, dài quá quý vị. Ở cái cảm giác mà chúng ta thiết kế một trệt, một lầu mà chúng ta thiết kế xây hầu như hết luôn ở bên dưới như thế này á, thì đây cũng là lần đầu tiên mà Huy thấy. Và chúng ta, cái phòng ngủ này thì thật ra là có nhiều gia đình mà Huy chia sẻ về bán về nhà phố thì họ không thích thiết kế một trệt hai lầu cho lắm, bởi vì nếu chúng ta có ba mẹ lớn chúng ta thường hạn chế đi lên cầu thang, và nếu ở dưới chúng ta không bố trí được cái phòng ngủ thì rất là bất tiện cho những cái bậc phụ huynh hoặc là ông bà lớn tuổi ha. Đấy, đây cũng là một trong những cái sự lựa chọn. Nếu quý vị có ông bà mà lớn tuổi thì chúng ta có thể thiết kế theo kiểu là một trệt một lầu như thế này, thuận tiện cho việc di chuyển cũng như là có thể bố trí được phòng ngủ ở bên dưới ha. Wow. Rồi, đầu tiên thì trên tầng 2 thì chúng ta sẽ thấy là được không gian phòng ngủ rất là rộng quý vị. Đấy, rất là thoải mái luôn. Như vậy là cái phòng ngủ này nó sẽ khác ở dưới, bởi vì chúng ta tận dụng được cái chiều ngang là 4m. Mà bởi vì chúng ta có một cái chiều dài, chiều sâu rất là sâu luôn, chúng ta xây được hơn 20m luôn. Nên quý vị thấy đó, cái phòng ngủ của mình rộng quá. Thích có quý vị. Wow. Huy thích cái phòng này ghê á. Tức là nếu mà 5m mà chúng ta bố trí hết không gian, chúng ta chỉ còn xây lại một cái phòng ngủ thì chắc chắn chúng ta sẽ không có được một cái phòng thoải mái như thế này đâu. Rộng quá rộng. Ấn tượng quá quý vị ơi. Rồi chúng ta sẽ có một cái hành lang nhỏ bên ngoài. Đó, nhìn qua hàng xóm như vậy. Wow. Tuyệt vời quý vị. Mình nghĩ đây là phòng, chưa phải là phòng master đâu, bởi vì ở đây chúng ta vẫn chưa có toilet. Như vậy chúng ta sẽ còn một cái phòng rất là lớn bên này nữa. Đây, một toilet ở đây. Giống như bên dưới ha. Huy sẽ không vào review bởi vì nó rất là giống ở bên dưới. Và một cái phòng ngủ này cũng tương đương mới hồi nãy luôn. Đó, cái phòng này thì cũng giống cái phòng mới nãy nè quý vị. Đó, như vậy là ở dưới đó chúng ta có một phòng ngủ. Ở trên này thì cũng có một phòng ngủ tương tự và hai phòng ngủ lớn. Như vậy chúng ta có 4 phòng ngủ luôn quý vị. Wow.
Bây giờ mới đến phòng ngủ master. Wow, thích quá. Quý vị ơi, thấy không, cái gì nó cũng có giá của nó đúng không? Nếu chúng ta chỉ xây một trệt một lầu và chúng ta tận dụng được cái chiều dài của cái dự án như thế này, chúng ta bố trí một cái phòng ngủ master như thế này thì thật ra rất là xứng đáng đồng tiền bát gạo ha. Trời ơi, rộng quá, thích quá. Ờ, cái phòng ngủ này Huy nghĩ nó phải rơi vào đâu đó gần 40 mét vuông đấy, bởi vì ngang 4 rồi nè, chiều sâu chiều dài của chúng ta chắc khoảng 10 mét đó quý vị. 40 mét vuông thiết kế cho một phòng ngủ master như thế này tuyệt vời quá ha. Thích quá. À, nãy giờ sau khi đi tham quan với Huy về không gian sống nè, về công viên, về tiện ích, về cách thiết kế nè, bây giờ chúng ta vào một cái ngôi nhà như thế này, ngang 4, dài 22, 88 mét vuông như thế này, có luôn nội thất full như thế này, đố quý vị đoán là bao nhiêu? Lần đầu tiên khi Huy đi xuống đây á, thì cảm giác đối với Huy căn này nó phải rơi vào tầm 6 tỷ thưa quý vị. Thì tại vì mình làm ở quận 9 cũng như là ở nhà ở Sài Gòn quen rồi, cái tự nhiên mình đi xuống đây mình thấy à, với diện tích đất như thế này, bố trí không gian hợp lý như thế này, xây như thế này phải đâu đó vào tầm 6 tỷ. Thì sau đó Huy cũng có một chút bất ngờ, nhưng mà thật ra thì cũng không bất ngờ lắm, bởi vì khu vực đây nó vẫn còn là một trong những khu vực rất là tiềm năng, với mức giá còn tăng được rất là nhiều. Thì mức giá hiện nay của chủ đầu tư đang bán cho căn này luôn á là 4 tỷ 4, tức là 4,4 tỷ. Thì quý vị thấy đó, một không gian tiện ích như thế này, an ninh và phục vụ cho rất là nhiều đối tượng. Bởi vì Xuân Huy biết là xung quanh đây sắp tới đã, đang và chuẩn bị mở bán rất là nhiều chung cư với mức giá đã 40 triệu một mét vuông. Thì Huy trừ cái hết cái phương thức xây dựng cũng như là nhà ở đây đi, thì đất ở khu vực này, ở trong dự án Champaka Garden này, thì Huy tính đâu đó nó khoảng 40 triệu một mét vuông. Đâu đó trên dưới quý vị 40 triệu một mét vuông, thì Huy nghĩ đây là một mức giá quý vị có thể tham khảo để cho quý vị an cư cũng như là đâu đó là việc đầu tư của mình. Bởi vì Huy nghĩ nãy giờ quý vị thấy đó, chúng ta có 4 phòng ngủ rất là rộng ha. Huy nói cái phòng này bây giờ cho thuê ở đây không lẽ không được 3 triệu một tháng đúng không ạ? Nếu chúng ta cho phòng này thuê 3 triệu ha, hai phòng còn lại 5 triệu nữa đi, 2 triệu rưỡi một phòng, là chúng ta sẽ có đâu đó được là 8 triệu vào cái phòng ở dưới. Như vậy thì Huy cho là cái ngôi nhà đi, tối đa chúng ta cho thuê được trên dưới đâu đó khoảng 10 triệu. Thì quý vị thấy đó, với mức đầu tư nhà phố khoảng 4 tỷ tư, cho thuê đâu đó 10 triệu một tháng. Quý vị lại hỏi Huy là đối tượng thuê là ai đúng không? Thì ở đây thì Huy nghĩ là nó gần trường đại học nè, có rất là nhiều chuyên gia giáo dục nè, cũng như là các giáo sư, giảng viên của trường đại học, thì Huy nghĩ cũng họ cũng phải chọn ở một cái nơi an ninh và đầy đủ tiện ích như thế này để sinh sống. Thì việc di chuyển từ đây ra làng đại học rất là gần đó quý vị, chỉ 1 đến 2 phút thôi, rất là gần. Quý vị có thể mở trên bản đồ đi xem, thì làng đại học sát sàn sạt ngay chúng ta. Thì Huy nghĩ việc khai thác cho thuê ở đây không quá khó, và với cái sự phát triển của ở làng đại học cũng như là những cái sự phát triển của khu vực xung quanh đây, chung cư mà đã 40 triệu rồi, thì Huy nghĩ là trong tương lai mức giá ở đây dễ dàng tăng trong vòng 2 đến 3 năm tới. Thì sau khi xem video này, quý vị nếu mà cảm thấy khu vực này là nó quá hấp dẫn cũng như là nó cũng đặc biệt mà phù hợp với lại cái nhu cầu của mình, thì có thể liên hệ với hotline bên dưới để đội ngũ của Xuân Huy được tư vấn cũng như là hỗ trợ quý vị mua nhà tại Champaka Garden quý vị nhé. À, Huy bật mí nữa là ở đây á, chúng ta đã có sổ hết rồi, quý vị không phải lo chuyện có bàn giao sổ cho mình hay không. Và đặc biệt nữa là chúng ta được phép thanh toán trong vòng 3 tháng, ký trực tiếp với chủ đầu tư luôn nha, chưa qua F1 nào hết á. Tức là ở đây chủ đầu tư chúng ta có 173 căn, thì hiện nay còn lại khoảng gần 30 mấy 40 căn thôi để dành cho quý vị. Nhanh chân lên quý vị, hãy liên hệ với hotline bên dưới để được đội ngũ của bên Huy hỗ trợ cũng như là tư vấn thêm về dự án Champaka Garden. Thật ra thì đến đây cũng là hết rồi. Thì Xuân Huy xin cảm ơn quý vị rất là nhiều đã dành thời gian tham khảo video của Huy cùng với đội ngũ Home Review, đã mang đến cho quý vị một trong những dự án mới về nhà phố tại Dĩ An, Bình Dương, và một trong những khu compound đáng sống tại sát sàn sạt bên làng đại học của mình. Cảm ơn quý vị rất là nhiều và chúc quý vị thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe trong cuộc sống. Nhớ like và subscribe ủng hộ kênh của Huy nha, để mọi người có thêm thật nhiều video về những dự án xung quanh Thành phố Hồ Chí Minh cũng như là trên khắp Việt Nam của chúng ta. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Xin chào.